Hơn 300.000 người Việt đang sống chung với bệnh ung thư. Nhiều trường hợp phát hiện muộn, nguy cơ tử vong cao. Thông tin trên được giáo sư Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K đưa ra tại Hội thảo ung thư quốc gia diễn ra mới đây tại Hà Nội. Cụ thể, theo ông Quảng, ung thư luôn là vấn đề sức khỏe được quan tâm tại nhiều quốc gia. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng gần 20 triệu trường hợp mắc mới ung thư, đồng thời có trên 10 triệu ca tử vong vì căn bệnh này. Trong đó, 2/3 là các nước đang phát triển. Năm 2020, nước ta ghi nhận 122.000 trường hợp tử vong vì ung thư. Con số này gấp 18 lần so với số ca tử vong vì tai nạn giao thông trong cùng năm. Gấp 3 lần tổng số hơn 43.000 ca tử vong vì dịch COVID-19 tính đến tháng 8 năm 2012. Hơn 300.000 người đang sống chung với bệnh ung thư. Xu hướng mắc bệnh không ngừng gia tăng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở hầu hết các nước trên thế giới. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị, nhưng nhiều bệnh nhân ung thư vẫn đến ở giai đoạn muộn. Do đó, việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, điều trị ung thư phải kết hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật, xạ trị, hóa chất, miễn dịch. Từ nhiều thập niên trước đây, các nhà khoa học đã dự đoán rằng miễn dịch có thể trở thành một trong những phương pháp điều trị quan trọng và kỳ vọng sẽ cải thiện tỷ lệ tử vong do ung thư. Theo lãnh đạo Bệnh viện K, hiểu rõ về cơ chế miễn dịch trong điều trị ung thư giúp người thầy thuốc cá thể hóa trên từng trường hợp cụ thể, hiểu rõ bản chất các đột biến gen, các thay đổi ức chế, dấu ấn miễn dịch, mở ra cánh cửa mới trong điều trị ung thư.